xin chào tất cả các bác nha để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên youtube gõ chữ thăng cao audio anh em nhé. khi ấn vào chữ thăng cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. rồi chào, cảm ơn tất cả các bác. hello, xin chào tất cả anh em nhé. À, ngày hôm nay em xin lên một cái cấu hình giới thiệu cho tất cả các bác cùng uh, tham khảo uh, với uh, bên em với những cái cấu hình karaoke okay. hôm trước thì em đã có lên một cái những cái cấu hình uh, karaoke okay giá cao cao một chút tầm 20 triệu thì ngày hôm nay em xin uh, giới thiệu với những cái bộ cấu hình trị uh, giá chỉ có trên dưới 10 triệu thôi anh em nhé trên dưới 10 triệu với những cái bộ cấu hình này thì uh, có một cái ưu điểm là anh em có thể thay hoàn toàn một chiếc âm ly anh em nhé Uh, anh em mua những cái chiếc âm ly nó cũng rơi vào tầm độ nếu mà âm ly xịn này, âm ly đẻo âm ly rẻ tiền thì em không nói nhá Nhưng âm ly xịn nó rơi vào tầm 7 đến 8 triệu có khi còn hơn hơn 10 triệu anh em nhé nhưng mà với những cấu hình này nó thay thế hoàn toàn những cái bộ âm ly như vậy đầu tiên là công suất nó lớn hơn cái thứ hai là dễ chỉnh cái thứ ba nó có chống hú cái thứ tư là nhiều kết nối anh em nhé và thứ năm nữa là có thêm một bộ micro không dây mà giá nó cũng chỉ xem xem nhau thôi đấy thì ngày hôm nay um, em sẽ lên cho anh em 5 bộ cấu hình để anh em cùng tham khảo chỉ với giá trên dưới 10 triệu và đi với một bộ cấu hình đầu tiên ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với anh em một bộ cấu hình karaoke gia đình giá chỉ có 9 triệu à 8 triệu 500 nghìn đồng thôi anh em nhé với 8 triệu 500 nghìn đồng này thì như anh em cũng có thể nhìn thấy ở đây ạ em sẽ những cái bộ anh em lưu ý nhé những cái bộ cấu hình này thì đều chưa có loa thì anh em có thể sử dụng những đôi loa gia đình nhà mình hoặc là anh em có thể uh, mua những đôi loa bên em cũng cũng ok uh, bên em những đôi loa thấp nhất nó rơi vào tầm khoảng độ 8 triệu anh em nhé Đấy thì anh em cứ liên hệ trực tiếp Với hai số điện thoại này thì bên em sẽ tư vấn cho anh em Hoặc truy cập website thắng cao audio.com Bên em sẽ có những cái cấu hình Những cái thiết bị sản phẩm cho anh em cùng tham khảo anh em nhé Thì đi cái, cái, cái bộ cấu hình 8 triệu 500 nghìn đồng ngày hôm nay Thì anh em có thể sử dụng với con cục đẩy LA650 với cái cụ đẩy LA650 này công suất của nó là 600W trên một kênh thì khẳng định với anh em là nó hơn những cái âm ly rất là nhiều. Những cái âm ly bình thường như em biết công suất lớn nhất nó rơi vào tầm khoảng là 300W thôi một kênh nhưng với cái cục đẩy này nó là 600W nó gấp đôi công suất luôn đây là điều đầu tiên em muốn chia sẻ với anh em dùng cục đẩy công suất sẽ cao hơn vì khi công suất cao nó sẽ làm cho cái tiếng tiếng nó sẽ hay hơn anh em nhé đủ dài hơn và tiếp theo đó là sử dụng thêm Uh, một con uh, vang đó là con vang cơ fx20 Flute con vang cơ này thì không xa lạ gì với anh em rồi đầy đủ các kết nối như bluetooth usb đầu tiên là nó hơn những chiếc âm ly gái là nó có bluetooth có usb đấy, anh em có thể thấy đó, đó đầy đủ các tính năng nhá cái thứ hai là có thêm cả chống hú nhá đấy ok chưa có luôn cả revert đó và đầu và cái tiếp theo nữa là nó ít cần tinh chỉnh hơn và dễ chỉnh hơn chiếc âm ly em nhé với những chiếc âm âm ly thì nó 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 nó, nó, nó không nó nhiều nút lắm nó khó chỉnh em nhé thì dùng một chiếc vang cơ này anh em có thể chỉnh rất là đơn giản đấy và giá nó chỉ có một triệu tám trăm nghìn đồng anh em nhé một triệu tám trăm và tiếng echo cực kỳ mềm mại luôn khẳng định với anh em là tiếng echo như âm ly nhưng mà tích hợp thêm reverb nó sẽ hay hơn có chống hú có usb có bluetooth đầy đủ các tính năng cho anh em đó rất là dễ và giá là chỉ 1 triệu tám thôi và đi tiếp theo là có thêm cả một bộ mic micro không dây u bảy một trong những cái bộ mic mà em bên em đang bán khá là chạy bộ mic này tiếng nó hay nó sáng có đầy đủ các cảm biến gia tốc cảm biến tự ngắt rồi như anh em cũng cũng có thể thấy là nó có cả giò sóng sạch Đấy, thì với cái bộ cấu hình 8 triệu 500 nghìn đồng ngày hôm nay thì anh em đã sở hữu được 3 thiết bị Đấy, Và những thiết bị này nó cũng chỉ bằng một cái âm ly thôi anh em nhé Bằng một cái âm ly thôi Thì tội gì mình không dùng Có những uh, tính năng này Có bộ mic không dây này Công suất khỏe hơn này anh em đánh được loa to hơn này Đấy đúng không ạ Có con vang thì có USB Bluetooth Có nhiều kết nối hơn Có chống hú Có reverb Nó hay hơn khá nhiều Và giá thì có 8 triệu 500 cái bộ cấu hình này là một trong những cái bộ cấu hình mà bên em bán khá là chạy anh em nhé. Và tiếp theo à, em sẽ có một cái cấu hình nữa là cấu hình 11 triệu anh em nhé. 11 triệu. Đấy, đây anh em có thể thấy đây, cấu hình 11 triệu. Đấy, thì anh em có thể thấy với cái cấu hình 11 triệu này thì sẽ có một cục đẩy lớn hơn này. Con vang Q8 này và con U U75. Thì với cái cấu hình này thì em sẽ xếp lên cho anh em cùng tham khảo. Đó, xếp lên cho anh em cùng tham khảo nhé đây, em cũng đã lên ngay rồi Đấy thì với cái cấu hình ngày hôm nay thì với giá là 11 triệu. Với cái cấu hình 11 triệu này thì anh em cũng có sử dụng được một bộ micro không dây. nha Cũng có sử dụng một bộ micro không dây. Nhưng với cái cấu hình này nó hơn một cái điểm là một con vang Q8 là một con vang. Nó hay hơn phần nó có thêm phần nâng tiếng thêm phần exciter anh em nhé con vang này có phần exciter Đó, thêm phần nâng tiếng đó, nó rất là tiện tiện hơn đấy, đấy là điều đầu tiên ạ thêm một bộ là, là bộ uh, nâng tiếng và tiếp theo nữa là cục đẩy ở đây em sử dụng cục đẩy là con cục đẩy 1102 d với cục đẩy này thì công suất của nó lên tới một w trên một kênh anh em nhé với một w trên một kênh này anh em có thể chơi tốt hai độ bát 30 mươi rất là to rất từ rất lớn ví dụ từ 190 coi 76 anh em chơi tốt luôn hoặc là hai một đôi bát 40 và một đôi bát 30 anh em nhé thì anh em đấy chơi với công suất lớn à, âm ly không thể nào bằng được à, âm ly không bao giờ có, có hầu như em chưa biết cái âm ly là cái công suất 1000W anh em nhé chỉ thấy nó tầm 150 w 200 w đến 300 w một kênh thôi nhưng ở đây anh em sử dụng một cục đẩy công suất lên tới 1000W trên một kênh đó và vẫn sử dụng một bộ mic U7 5 Bộ này thì tiếng bao là hay luôn cho anh em rồi Đấy ok chưa Một vang Q8 Và con Q8 này thì giới thiệu thêm với anh em như em nói rồi Có một cái tính năng rất là hay Một tính năng đó là Exciter Đấy, Tính năng nâng tiếng anh em nhé Tính năng nâng tiếng đó Và không thể thiếu đó là chinh... chức năng như là chống hú FBE có chỉnh repeat Uh, repeat này, Delay này, Revert anh em nhé. Uh, và có các kết nối như USB, Bluetooth dễ dàng. Đấy, thì với cái cấu hình này thì anh em vẫn có thể liên hệ với bên em qua hai số điện thoại bên uh, trên màn hình anh, anh em nhé. Thì uh, tiếp tục thì uh, em sẽ lên cho anh em một bộ cấu hình uh, cao kê, bộ cấu hình này với trị giá là 10 triệu cái bộ cấu hình này sẽ rẻ hơn anh em nhá với trị giá là 10 triệu thì vẫn sử dụng một con LA 650 một con vang Q8 và một bộ mic cao cấp hơn anh em nhé là bộ mic U805 Đấy. với cái bộ mic U805 này thì thì anh em biên tâm chất âm đây đầu tiên là mời anh em xem cái tay mic của con U805 nó chất hơn cao cấp hơn 75 một chút anh em nhé đó, và ok bên em đã xếp lên cấu hình cho anh em cùng xem đó. cấu hình ngày hôm nay tiếp tục sẽ là một cái cấu hình con 10 triệu chọn bộ này chỉ có 10 triệu thôi Đấy, không đầu rẻ bằng mà anh em có sử dụng một con micro cao cấp đó là con 85 anh em nhé bộ mic này nó cho chất âm rất là dày tiếng là cái thứ nhất cái thứ hai là cái sóng của nó tốt đó. cái thứ ba là cầm trên tay nó rất là chắc tay anh em nhá cực kỳ là chắc tay với bộ mic này à, ok chưa nhìn nó rất là đẹp anh em nhá cực kỳ đẹp à, cực kỳ là đẹp với cái bộ mic này luôn <laughs> chọn bộ chỉ có 10 triệu thôi sử dụng cục đẩy LA 650 và nói thêm với anh em là cái cục đẩy LA 650 này cái công suất của nó có thể đánh nếu mà anh em chưa gia đình có thể đánh được hai đôi bát 30 từ 170 anh em nhé hoặc là một đôi bát 30 với một đôi bát 25 đấy ok chưa hoặc hai đôi bát 25 anh em có thể chơi được hết thì với cái với cái cục đẩy 650 này thì khẳng định với anh em là 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 là, là, là nó khá là nó khá là bền bỉ anh em nhé nó khá là bền bỉ đó Anh em đợi em chút em sẽ xếp cho anh em một bộ cấu hình trước đi đấy lại nói về cái bộ 10 triệu này thì với cái bộ 10 triệu này thì như em nói rồi cái đầu tiên là anh em sẽ đánh được hai đôi loa cái thứ hai anh em có một con micro cao cấp đấy ok chưa đấy mua chỉ có 10 triệu thôi đấy thì anh em có thể tham khảo với cái cấu hình nó khá là nó 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 khá là bình dân và để cho anh em tham khảo thêm một cái bộ cấu hình nữa để công suất nó khỏe hơn con 650 này thì anh em có thể tham khảo với một bộ cấu hình chỉ giá 10 triệu 100 nghìn hơn cái bộ này 100 nghìn thôi đấy, anh em nhé hơn 100 nghìn thôi đấy đây em sẽ đi luôn sang một bộ cấu hình à, 10 triệu 100 nghìn đấy, thì anh em có thể tham khảo anh em nhé với 10 triệu 100 nghìn thì anh em sẽ sử dụng một cục đẩy công suất cao hơn đó là cục đẩy công suất LA850 với cái, với cái cục 850 này thì uh, công suất cao hơn con 650 là một là 200W. 200W thì anh em có thể đánh cho em tốt hai đôi lo bát 30 hoặc một đôi bát 40, một đôi bát 30 anh em nhé. Đấy anh em có thể chơi tốt cho em. Đấy thì với cái cấu hình này thì uh, như em nói rồi, sử dụng con công suất lớn. Đấy công suất lớn này, một chiếc micro cao cấp thì con vang ở đây em vẫn sử dụng con FX20 anh em nhé Con FX20 này em uh, đã nói với anh em từ đoạn đầu video ấy Cái chất âm eco của nó cực kỳ là hay Và nó dễ chỉnh lắm, nó không nhiều nút anh em nhé Nó không nó không có nhiều nút, à, không nhiều, rất là ít nút Và những cái nút này anh em chỉ cần cái tô vít hai cạnh của cái, uh, của cái cái, 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 tô vít hai cạnh của cái uh, bút thử điện thôi là anh em, Là anh em có thể chỉnh được nó rồi Và lưu ý với anh em là cái con vang này này nó rất là hợp với cái giọng hát người Việt Nam vì giọng hát người Việt Nam thì hầu như là đều phải thích qua cái tiếng eco đó ok chưa thì dùng bộ này hợp lý giá chỉ có 10 triệu 100 thôi đấy và tiếp theo một bộ cấu hình cao cấp nữa thì em sử dụng bộ này thì em sử dụng vang số sử dụng vang, con vang số lx8 anh em nhé con vang số lx8 anh nó sẽ thay đổi hoàn toàn với cái bộ cấu hình này và cái bộ cấu hình này cũng vẫn là đồng bộ của cao tích Và như anh em cũng đã biết rồi Con vang số LX8 này nó có một cái điều đặc biệt là nó có hai đường micro riêng biệt à, Có nghĩa là mic A thì anh em có thể cho là Eco Mic B có thể cho Revert Và lưu ý với anh em là cái cái bộ cấu hình này ấy, con vang cơ này đấy, à con vang số này đấy, thì anh em có thể là uh, đầy đủ các kết nối như bờ những con van số thì khác thì em không biết nhưng coi với con van số này thì các kết nối như Bluetooth, tút, USB, bờ tút, cổng quang đều có anh em nhé. Thêm một chiếc điều khiển nữa và chỉnh có thể chỉnh bằng bằng máy tính luôn. Đấy, và cái bộ này nó rất là đẹp, đồng bộ của lợi bảo hành cho anh em 12 tháng. Và chọn bộ này chỉ có 10 triệu 900 nghìn đồng thôi. LA 650 là 4 triệu 3, lấy 8 là 3 triệu 3. Còn 805 là 3 triệu 3 Đấy chọn bộ là 10 triệu 900 Thì với những cái bộ câu hình này Anh em chơi những cái phòng tầm khoảng độ 20 đến 25 mét vuông là rất là đẹp anh em nhé Đấy ghét thêm một đôi bát 30 Đấy, Thích thì anh em có thể thêm một đôi bát 25 nữa Không thì một đôi bát Không thì nếu mà phòng mình 20 mét vuông Mình thích nhiều loa Anh em chơi hai đôi bát 30 Không thì chỉ một đôi bát 30 là anh em đủ chơi rồi anh em nhé Rất là hay chống hú tốt tiếng mic hay tiếng vang số nó sẽ hay hay hơn vang cơ một chút anh em nhé đấy và dễ chỉnh đó thì anh em có thể tham khảo với cái cấu hình này bên em với những cái, cấu hình này thì bên em sẽ free setup và lắp đặt trong vòng bán kính 20 km trong 20 km này sẽ không phải mất thêm chi phí gì nữa anh em nhé còn đó, ngoài 20 km này thì phải mất thêm phí đó thì ngoài anh em miền Bắc hoặc là anh em miền Nam nếu mà ở xa thì anh em có thể gửi qua bưu điện cho anh em được đấy thì anh em có thể tham khảo Đấy, thì mọi thông tin tin chi tiết anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên trên hoặc truy cập website thắng cao audio com bên em giao hàng toàn quốc cho anh em thôi rất cảm ơn đã anh em đã xem video à, hẹn anh em ở clip lần sau à, chào tất cả anh em ạ